ex-boyfriend, and then fighting, and then okay. Got, yeah. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trực tiếp quá trình điều trị sẹo lõm tại bệnh viện JW cùng với bác sĩ Yến. Và đặc biệt ngày hôm nay vị khách hàng thân thiết của chúng ta là một chị khách đến từ Philippines nha. Hi Maria. So now I can explain for you for the treatment the disc scarf on your face. Okay. Đối với lại là sẹo của khách hàng này á, thì mình thấy là bạn có rải rác những cái tình trạng sẹo, cả sẹo sau thủy đậu này mình nhìn thấy rõ ha, và một số cái sẹo mụn ở trên trán. Tuy nhiên là cái sẹo gần ngay góc mũi trán ở bên phải của bạn là khá là nặng, thì cái này là bạn có một cái chấn thương. So what the reason you have this scar for here? Reason just for my ex boyfriend, and then fighting, and then okay. Get, yeah. Wow. Ok, thì như mình nghe mình biết là đây là một cái chấn thương sau va chạm với bạn trai của khách hàng của mình ha. Thì how long this scar? How long have it? 10 years. Ok, 10 năm về trước ha, 10 năm rồi ha. Thì đối với những cái tình trạng sẹo này thì các bạn có thể zoom cận cho khách hàng của mình thấy á, thì sẹo này là một cái sẹo lõm khá là sâu và gần như là mất mô rồi ha. Cái da rất là mỏng mà. Thì chúng ta sẽ cố gắng là tăng sinh lại cái lượng cái collagen, tức là cái lượng mô da ở ngay cái vùng sẹo này cho khách hàng. Thì tăng sinh được cái đâu thì tốt cái đó, thì làm cho cái bề mặt sẹo nó sẽ phẳng hơn, nó sẽ đều với cái bề mặt da hơn và bớt co kéo cái góc mắt cho khách hàng. So do you scare? Còn những cái sẹo khác thì sao bác? Ok. Còn đây là những cái tình trạng sẹo mà sau thủy đậu. Sau thủy đậu thì mình có thể thấy trên cái sẹo này thì nó có hơi phì đại nhẹ cái vùng trung tâm này. Thì còn rải rác xung quanh là những cái sẹo lõm hình kim. Thì những cái cả hai cái loại sẹo này á, thì bác sĩ sẽ sử dụng kết hợp nhiều cái phương pháp với nhau. Đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái kim nhỏ để mình tách cái mô xơ sẹo bên dưới. Thì cái đó là subcision ha. Subcision mình sẽ sử dụng một cái needle to cut your scar to make the skin more balanced. Okay. And sau đó mình sẽ kết hợp thêm với laser fractional. Thì đó là một trong những cái công nghệ khá là quen thuộc tại bệnh viện JW của chúng tôi đang sử dụng để điều trị những cái sẹo lõm, sẹo xấu. Thì khi sử dụng cái laser fractional thì mình sẽ tạo ra một cái lượng nhiệt, tạo ra nhiệt lượng. Mình phá hủy cái mô, cái da biểu bì cũ, đồng thời nhiệt lượng nó sẽ tăng sinh cái lượng collagen ở ngay cái vùng sẹo mà nó đã bị mất mô rồi. Đối với lại da của sẹo của vị khách hàng này, tại vì sẹo nó khá là nặng nên là mình còn kết hợp thêm một phương pháp nữa, đó là chúng tôi sử dụng PRP, tức là huyết tương dầu tiểu cầu. Thì đây là cái lượng huyết tương dầu tiểu cầu mà chúng tôi đã quay ly tâm được sau khi mà mình lấy máu của khách hàng. Sau khi mà bác sĩ điều trị tách sẹo cũng dùng laser xong thì chúng tôi sẽ sử dụng tiêm trực tiếp huyết tương dầu tiểu cầu này vào chính những cái mô sẹo này để mình cung cấp thêm cái nguyên liệu để tăng sinh cái mô sẹo được tốt hơn. Okay. So this is blood cell for you. Okay. And after I use the needle and laser, I can inject the stem cell. This stem cell for the scar. Yeah. Okay. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.